Trung Quốc, mưa lũ nghìn năm có một ở Hà Nam, đập nước có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào ngày 20 tháng 7, tỉnh Hà Nam đã hứng chịu trận mưa lũ lịch sử tại thủ đô phủ Trịnh Châu. Xe điện ngầm trong nước lũ, toàn bộ thành phố rơi vào tình trạng tê liệt, số người chết và mất tích vẫn chưa có thống kê cụ thể. Tỉnh Hà Nam, mực nước của 32 hồ chứa vượt ngưỡng cho phép. Theo RFI đưa tin, Hà Nam, nơi các hồ chứa nhiều lần bị vỡ trong lịch sử, một lần nữa đang phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Mực nước tại 32 hồ chứa lớn và vừa trong toàn tỉnh đều đã vượt ngưỡng cho phép. Chính quyền địa phương đưa ra cảnh báo rằng hồ chứa Y Hà Than ở thành phố Lạc Dương có thể vỡ bất cứ lúc nào. Lũ cuốn, nhà máy nhôm phát nổ. Theo thông tin từ Phoenix, vào rạng sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, một bức tường của khu dân cư Jiaxing Century Zhaojiu tại thành phố Trịnh Châu đã sụp đổ do mưa lớn, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Một đoạn video do Phoenix đăng tải cho thấy, một thiếu niên trên đường Bích Vân, quận Thị Nhất, thành phố Trịnh Châu bị lũ cuốn trôi. Một người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống cứu cậu thanh niên, cuối cùng kiệt sức và cả hai bị dòng lũ cuốn trôi. Vào ngày 20 tháng 7, một nhà máy nhôm ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phát nổ dữ dội do nước lũ tràn vào khu bể điện phân nhiệt độ cao. Những đám mây hình nấm được tạo ra từ vụ nổ giống như nổ bom nguyên tử. Hiện chính quyền vẫn chưa thông báo con số thương vong cụ thể. Thành phố Trịnh Châu ngập tàu điện ngầm, người dân mắc kẹt tức giận vì thấy đưa tin ngược lại. Theo truyền thông đưa tin, tàu điện ngầm ở Trịnh Châu đã hoàn toàn thất thủ, toàn bộ tuyến số 5 bị ngập úng, nhiều người mất tích và ít nhất hàng trăm người bị mắc kẹt. Ngoài ra, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong 7 giờ trên tuyến tàu điện ngầm số 2 do mưa lớn. Nhiều đoạn video cho thấy bùn chảy cuồn cuộn trên nhiều đường phố ở tỉnh Hà Nam, vô số ô tô nổi trên đường, người dân trèo lên cây tránh lũ, chờ cứu hộ. Nhiều người nằm bất tỉnh trên ban công nhà và chưa rõ sống chết. Vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, tài khoản WeChat chính thức của Ban tuyên truyền Trịnh Châu đã đưa ra một văn bản xác nhận rằng có một chuyến tàu dừng trước 6 giờ chiều trong đường hầm thuộc tuyến số 5. Tuy nhiên, vị quan chức chỉ đề cập đến việc có những hành khách đã xuống tàu và đợi ở bên hông đường hầm. Ông không đề cập đến việc vẫn còn những người bị mắc kẹt trong tàu. Ông cũng cho biết rằng hành khách đã được sơ tán an toàn, không có nguy hiểm. Sau khi tin tức được công bố, hầu như các phương tiện truyền thông của quốc gia đã phát sớm nhất có thể, tuyên bố rằng các hành khách bị mắc kẹt trên tuyến số 5 của Trịnh Châu đã được giải cứu. Khi những hành khách bị mắc kẹt nhìn thấy tin tức này trên điện thoại di động của mình, họ đã rất tức giận và khẩn trương ra tay tự cứu, kêu gọi cư dân mạng hành động để lan truyền thông điệp cứu nạn trên tuyến số 5 để không bị thiệt mạng vì cái gọi là duy trì ổn định xã hội.